New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Từ Mẫn thành kính đảnh lễ với chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Bài kinh số 2, kinh Tất Cả Các Lậu Mật, Sabba Sawasutta 005 đến 013 sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên thơ vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thay mặt lại trực đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải, và con kính chào đảnh lễ ngài Thượng Tọa Tuệ Siêu, và con kính cung thỉnh ngài Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào chư tôn đức, thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại học bài kinh số 2 của Trường Bộ Kinh. Là trong số 109 bài đầu của Trung Bộ Kinh mà chúng ta sẽ học lại. Trước đây khi mà chúng ta học về cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc hay Tất Cả Các Lậu Hoặc, thì chúng ta mỗi một ngày chúng ta học một đoạn, như là
Một ngày học các lậu hoặc do trực kiến được đoạn trừ, rồi các lậu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ, các lậu hoặc do thọ dụng được đoạn trừ, các lậu hoặc do tham dẫn được đoạn trừ, các lậu hoặc do tránh né được đoạn trừ, các lậu hoặc do trừ nhiệt được đoạn trừ, các lậu hoặc do tu tập được đoạn trừ. Như vậy chúng ta mất 7 ngày để chúng ta học bài kinh đó. Nhưng khi mà chúng ta học trở lại thì Thượng Tọa Giác Bẩn cho chúng ta học một ngày một bài kinh. Do vậy thì hôm nay học bài kinh tất cả lần hoặc chúng ta sẽ được nghe tổng quát hết tất cả 7 cái phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc mà nội dung bài kinh này nói đến. Hôm nay là ngày thuyết giảng Thượng Tọa Tuệ Viên. Chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Tuệ Viên giảng giải trọn ý nghĩa của bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc này. Và bây giờ trước nhất xin mời cô Từ Mẫn đọc cho chánh kinh của bài học, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh giảng sư thuyết giảng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Còn xin thay mặt đại chúng kính tri ân Ngài Thượng Tọa Tế Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Dạ, sau đây con xin nhập bài. Bài số 2: Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc Sabba Sawasutta 005 đến 013. Gọi là Kinh Tất Cả Lậu Hoặc vì là pháp thoại của Đức Phật có nội dung dạy và 7 phương pháp đối trị lậu hoặc. Chữ tất cả nói lên tánh cách toàn diện. Bài kinh ghi lại lời Đức Phật hướng dẫn 7 pháp áp chế phiền não, ô nhiễm trong tâm. Không phải tất cả lậu hoặc đều giống nhau. Mỗi bệnh có cách trị liệu riêng. Có lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ, có lậu hoặc phải do phòng hộ đoạn trừ, có lậu hoặc phải do thọ dụng đoạn trừ, có lậu hoặc phải do kham nhẫn đoạn trừ, có lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ, có lậu hoặc phải do diệt tận đoạn trừ, có lậu hoặc phải do tu tập đoạn trừ. Không công nhân lậu hoặc được theo chiều kích rộng lớn toàn diện. Khi phiền não đã trở thành nhân tố của trầm luân sanh tử được gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc thuộc về phiền não nhưng không phải tất cả phiền não đều là lậu hoặc. Chữ lậu hoặc có nghĩa là những ô nhiễm mang tính lây lan dẫn tới trầm luân sanh tử, cũng giống như bệnh, có thứ truyền nhiễm, có thứ không. Lậu hoặc đa dạng và sanh khởi do nhiều nguyên nhân. Chính vì vậy phương pháp ngăn ngừa và đoạn tận lậu hoặc cũng có nhiều phương cách. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Thí Xá Vệ tại Chê Táo Quan Á Kỳ Đà La vườn ông Anathabindika các cô độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo, người các tỳ kheo bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho những người không biết, cho những người không thấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tận?
Các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và đã sanh được trừ diệt. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do những phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Không không sao. Các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Đó là những hoang tưởng ngã chấp do băn khoăn về sự hiện hữu ở quá khứ, vị lai, tại. Đặt câu hỏi sai chỗ thì dẫn đến điên đảo vọng tưởng. Tri kiến có khả năng đoạn trừ những lậu hoặc này và hiểu biết thực tiễn khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ, con đường đưa đến diệt khổ. Này các tỳ kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này, vì không tuệ tri các pháp cần phải ý, vì không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý, và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Này các vị kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi. Hai dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hai hữu lậu chưa sanh được sanh khởi. Hai hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hai vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi. Hai vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Này các tỳ kheo, và thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh, không sanh khởi. Hai dục lậu đã sanh được trừ diệt. Hai hữu lậu chưa sanh, không sanh khởi. Hai hữu lậu đã sanh được trừ diệt. Hai vô minh lậu chưa sanh, không sanh khởi. Hai vô minh lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị ấy tác ý, các pháp không nên tác ý. Do vị ấy không tác ý, các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi. Các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Vị ấy không như lý tác ý như sau. Ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình gốc như thế nào? Trước kia ta là gì? Và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta có mặt trong thời vị lai hình gốc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai? Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại? Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình dốc như thế nào? Chúng sanh từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu? Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên. Ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Ta không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân, do tự mình. Ta tưởng tri ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân, do tự mình. Ta tưởng tri
ta không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân, ta không có tự mình, ta tự tri ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân, hay là tà kiến này khởi lên với người ấy? Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ, quả báo, các nghiệp thiện ác đã làm chỗ kia. Chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tồn, không chuyển biến, và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến quan vu, kiến khiến dụng, kiến tranh chấp, kiến kiết thuộc. Này các tỳ kheo, trói buộc bởi kiết kiến sự, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh già, chết sầu bi khổ u não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. Này các tỳ kheo, là vị thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc thánh thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các chân nhân thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, tuệ tri các pháp cần phải tác ý, tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý, các pháp không cần phải tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị này không tác ý? Này các tỳ kheo, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh như trên, hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng? Đó là những pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Này các tỳ kheo, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh trên, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt? Đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. Nhờ vị ấy các pháp không cần phải tác ý. Tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Vị ấy như lý tác ý, đây là khổ. Như lý tác ý, đây là khổ tập. Như lý tác ý, đây là khổ diệt. Như lý tác ý, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiến sử được trừ diệt: thân kiến, nghi, giới, cấm thủ. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do tri kiến được đoạn trừ, không không bệnh. Các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Đó là những lậu hoặc sanh khởi do sáu căn tiếp xúc sáu cảnh. Trong bản dịch chữ Samvara dịch là phòng hộ, thật ra mang ý nghĩa là sự chế ngự đối với lậu hoặc chưa sanh hoặc đang có. Khi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với các cảnh, cần tự chế ngự bằng ý thức mạnh mẽ về hệ lụy do sự chi phối mang lại. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây, các tỳ kheo như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy, vị ấy như lý sát giác, như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ mũi, phòng hộ lỗ tai như trên, sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ mũi như trên, sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi như trên, sống như lý giác sát, phòng hộ với sự phòng hộ thân như trên, sống như lý giác sát, phòng hộ với sự phòng hộ ý. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý,
các lầu mặt tàn hại sẽ và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do phòng hộ được đoạn trừ. 008. Các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Thọ dụng những nhu yếu, y phục, thực phẩm, chỗ ở, thuốc trị bệnh, thường tạo nên lậu hoặc ham muốn, thủ đắc. Người tu tập cần biết thọ dụng thế nào để đáp ứng nhu cầu cuộc sống nhưng không tạo thêm phiền não. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát, thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của rùi mũi gió, sức nóng mặt trời. Ngoài loài bò sát chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Vì ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn thức thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ mà không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi làm sống được an ổn. Vì ấy như lý giác sát, thọ dụng sàn tọa chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của rùi mũi gió, sức nóng mặt trời. Vì các loài bò sát chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Vì ấy như lý giác sát, thọ dụng dược phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm giác khổ, sống đã sanh để diệt ly khổ hoàn toàn. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. 009. Các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Không ai trong đời có thể tránh được những nghịch cảnh hay những chuyện trái ý nghịch lặng. Phản ứng thông thường là bực bội, phẫn nộ, nên từ đó khiến nhiều lậu hoặc tăng trưởng kham nhẫn trước những điều trái ý mà một bản lãnh người giúp người tu tập đoạn trừ những lậu hoặc đó. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây có tỳ kheo như lý giác sát, kham nhẫn lạnh nóng đói khát, sự xúc chạm của rùi mũi gió, sức nóng mặt trời. Các loài bò sát kham nhẫn những cách nói mạ lị phỉ báng, vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khóc đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tham nhận như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy tham nhận như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tham nhận được đoạn trừ. 010. Các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phiền não đến từ những nguy hiểm, phiền phức, tai bay họa gửi sẽ ra, có lẽ có thể tránh được nếu cẩn trọng, đó là lậu hoặc do tránh né đoạn trừ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớt, dũng nước. Có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những chú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, kinh thường. Vị ấy như lý giác sát, tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, chú xứ không nên lai vãng ấy, và các bạn độc ác ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. 011. Các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ.
Đó là những lậu hoặc cần áp đảo tiêu trừ ngay lúc mới sanh khởi, bằng thái độ dứt khoát, không chấp nhận những ý nghĩ bất thiện này. Nếu không xua tan lập tức thì sẽ sanh nhanh chóng lớn mạnh, hướng cuộc sống vào những hệ lụy khó lường. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy. Không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy. Không có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy. Không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn tận. Tâm một, hai. Các lậu hoặc do tu tập được đoạn trừ, ái chấp, vô minh là những lậu hoặc phải được đoạn bằng tuệ giác, giác ngộ chân tướng vạn pháp. Cách đức kiết sự là mục tiêu cao cả của đời sống phạm hạnh. Để thành tựu đức điểm này, bảy giác chi cần được tu tập. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo lý giác sát tu tập niệm giác chi. Niệm giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ họ, như lý giác sát tu tập trạch giác pháp chi như trên. Tu tập tinh tấn giác chi, giác chi tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Xả giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại là và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Không, 13. Sự giải thoát trong ý nghĩa cụ thể. Giác ngộ giải thoát không phải là khái niệm trừu tượng triết lý, mà là sự đoạn tận lậu hoặc, chấm dứt sanh tử. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo, những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ, đã được tri kiến đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ, đã được phòng hộ đoạn trừ. Và những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ, đã được thọ dụng đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tham nhẫn được đoạn trừ, đã được tham nhẫn đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ, đã được tránh né đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ, đã được trừ diệt đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ, đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt các ái, đã thoát ly kiết sự, đã chánh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Như vậy Thế Tôn thuyết giảng các tỳ kheo ấy quan thị tính thọ. Lời dạy của Đức Thế Tôn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Từ mẫn con đã đọc xong bài chánh văn. Dạ, con thành kính tri ân quý ngài quý sư và quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn sư Đức Quỳnh đã bỏ bài. Con thành kính tuân thỉnh thượng tọa tại quyền Từ Bi Văn Thỉ giảng dạy bài học cho chúng con. Nam Mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sắc Tha Gia, thưa đại chúng một cái đó không. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Nhất Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thần Tổ Chức Đẳng, Thần Tổ Phúc Đăng, Thần Tổ Bình Hạnh,
lên Phật tính đưa từ truy sư quan thông cùng chư tướng tăng đang hiện diện xin chào đến quý vô lễ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian arahang samma sambuddho phakkawa buddhang phakkawa tang apiwa de miso khato phakkawa ta thammo thammang namasami supatipanno phakkawa to savaka sangho sakhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tăng vô nơi đức tăng bảo được Phật báo pháp báo và tăng bảo vì nhân quả được tăng bảo thành giáo hội đến chư tu tăng quý tôn nữ cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Dạ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng hôm nay chúng ta đi lại cái bài kinh Trung Bộ số 2 này thì có lẽ là đã quá quen thuộc với những người học Phật, và nếu như chúng ta hiểu biết rằng đó cứ như là một cái cẩm nang, nó như là một cái quá trình tu tập tự thân tự chứng của mọi người phải hiểu. Như chúng ta đã được nghe về cái lời giảng của cái lòng mạch này, tức là một cái sự ngâm tắm của phiền não mà nó bao đời. Thật ra thì chúng ta bị cái vô minh, cái lậu hoặc này nó chảy rồi nó ngâm tẩm, nó đưa chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp cho tới ngày hôm nay. Và nếu như chúng ta không có một cái sự tấn công thì tiếp tục cũng là ngâm trôi, nó mê mờ, nó lão đi. Cho nên chúng sinh đưa đến cái phiền não, mà muốn như thế thì phải hàng phục nó, muốn giải thoát nó được, muốn chấm dứt nó được, thì đó chính là hàng phục hay đoạn trừ nó. Mà có thể nói rằng các lậu hoặc đã trình bày một cách phổ quát, và cuối cùng bây giờ chỉ là có một việc là chúng ta phải đi vào để giải quyết vấn đề. Ở trong cuộc đời này, hãy nói là chúng sinh thì bao la là điều cần phải giải quyết vấn đề, xử lý mọi chuyện như thế này như thế kia, thì nói chung cũng là giá trị của chúng sinh còn nhiệm vụ. Và nếu như là phàm phu thì lậu hoặc, nếu như chúng sinh là phàm phu mà không có một cái bệnh này cái bệnh kia, không có cũng tật này cũng tật nọ, thiên về cái ái, thiên về cái sân, thiên về cái tất cả điều này điều nọ, thì ở đó như chúng ta biết là Đức Phật này có một cái phương thuốc điều trị cho mỗi tâm tư, cho mỗi tâm hồn của con người, xuyên qua bảy cái pháp thức, bảy cái cách này, bảy cái phương pháp đoạn trừ lậu hoặc này. Chúng ta đọc, chúng ta nghe một cái tri kiến đoạn trừ, chúng ta nghĩ rằng nó đơn giản, không phải rất khó, thì không có chuyện đơn giản. Có những chuyện phiền não, có những chuyện đau khổ trong lòng mà phải do tri kiến, cái tri kiến này nó được phổ quát rất lớn. Bởi vì chúng ta thấy được cái nhân quả nó chưa, chúng ta thấy được cái rõ ràng, cái chi tiết của nó chưa. Cho nên vì nếu như chúng ta phải được thấy rõ ràng từng cái khả năng, từng cái chi tiết cho nó thì chúng ta mới thấy được. Bởi vì hôm nay cũng nghĩ rằng đối với một vị, đối với một cái người đệ tử, khi mà hiểu biết một cách chuẩn xác, hiểu biết một cách rõ ràng, thì cái chữ như lý thật ý, cái yoniso manasikara, chúng ta mới đạt được, mới là giải quyết được vấn đề. Yoniso manasikara tức là khéo như lý thật ý, không dễ dàng chúng ta khéo như lý thật ý. Những chuyện gì do tham, do sân, do buồn, do khổ đau khởi sinh lên, mà chúng ta biết được cái nguyên nhân của nó, chúng ta biết được nó khởi sinh lên do cái gì và không do cái gì, và cái gì trợ tạo nó, cũng như chúng ta biết phân biệt rõ ràng, thì chúng ta mới có nguồn cơn để dập tắt nó. Cái này là do cái duyên khởi của dục, duyên khởi của sân, duyên khởi của tham ái, và có những cái này chúng ta phải biết rằng nó xuất hiện ở hiện tại này, hay là từ do tâm tư của chúng ta khởi sanh lên, nó thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Thì cái tri kiến mà có khả năng, hay là cái như lý tất ý này,
mà đặt đến nó vào, thì đó phải do một sự quân tập, phải do một cái sự hiểu biết một cách chuẩn xác rõ ràng. Ở đây mới thấy rằng cái việc tu tập nó cần phải đòi hỏi phải có một cái trí kiến, và nó phải có một cái sự hiểu biết. Từ cái sự hiểu biết đúng đó, nó mới có một cái gì, nó có một cái như lý thức ý đúng. Từ một cái như lý thức ý mà được sáng suốt, nó như là một cái sâm, cái chai nhái vậy, như là một cái tỉnh giác vậy, như một tỉnh thức, thì chúng ta mới điều tiết được. Chứ nếu như không phải là thấy lậu hoặc chưa sanh đã sanh, không cho nó sanh, lậu hoặc đã sanh mà chúng ta diệt trừ nó và ngăn ngừa những lậu hoặc chưa sanh, thì đây là một điều mà chúng ta phải có cái sự tu, chúng ta phải có một cái sự hiểu biết một cách rốt ráo rõ ràng. Bây giờ một chuyện phiền não nó khởi sanh lên, cái này cái chuyện này nó đã lâu rồi, bây giờ nó chúng ta tưởng nhớ lại, chúng ta ghi nhớ lại, nó tưởng nó quên đi, bây giờ nó hiện về, thì đây là một cái điều nó gây cho ta đau khổ. À, ta phải có một sự tu tập di quán về cái nhân quả của chính nó rồi thôi, chúng ta đừng có bỏ qua vượt qua, bởi chính vì nó đã không còn tồn tại nữa, thì nó đã đi qua rồi, thì chúng ta phải sáng suốt, phải rõ ràng, chứ chúng ta không thể nào mà có một cái thiếu hiểu biết được. Thì như thế có một cái sự hiểu biết rõ ràng cái nhân quả, hiểu biết rõ ràng cái duyên khởi của nó, và rồi chúng ta biết đây là cái dục tưởng, chúng ta nhớ lại những chuyện vui, những chuyện buồn, những cái tham dục, sân dục, dục tầm, sân tầm, hải tầm, vân vân, mà chúng ta cứ đi tìm, đi kiếm, hay đi ngửi, đi thấy nghe ngửi nếm đụng gì đó vân vân, mà chúng ta tưởng, chúng ta nhớ lại, thì tất cả những điều đó chúng ta phải dừng lại trong cái như lý thức ý đó. Mà nếu như mà chúng ta phải nói rằng có một cái sự dừng lại một cách đúng đắn, một cách chuẩn xác, thì nó sẽ đỡ phiền não, nó sẽ ngăn chặn được. Thí dụ như bây giờ mình bực bội, oán hờn ai đó, khi mình nhớ tới một lời nói của người ta dang dẳng bên tai mình nhìn thấy cái hình bóng người ta, nhớ tưởng nhớ liền những thái độ, hình ảnh, lời nói và cái tâm tư của họ cư xử mình như thế nào, thì tự nhiên cảm thấy cái sự bực bội khó chịu trong tâm mình. Thì kính thưa quý vị, chúng ta chịu khó, chúng ta vượt qua thì thôi, thế là chúng ta nghĩ rằng đây là cái phiền não nó khởi sinh lên trong tâm ta rồi. Chính khi chúng ta đã có một cái sự sáng suốt như vậy, có một cái như lý thức ý rõ ràng như vậy, thì thời kính thưa quý vị, chúng ta sẽ vượt qua được. Còn phải nói rằng nếu như mà chúng ta không có một như lý thức ý, chúng ta bị kẹt lại ngay, chúng ta bị dính mắc liền. Có những người tại sao mà mang nhiều cái niềm đau nỗi khổ, mang từ ngày này qua ngày kia, mang từ cái thời gian này qua cái thời gian nọ, chính vì họ không hiểu biết được. Bây giờ cái chuyện nó đã đi qua rồi, quá khứ nó đã đi qua, thì chôn nó, cho nó vào dĩ vãng đi. Dĩ vãng tức là bỏ qua luôn, chứ còn cứ nhớ nhớ, cứ hiện thì hiện về hoài, thì đây chính là những khổ đau mà chúng sinh không thể nào mà cứ trùng trùng điệp điệp. Bây giờ càng oán thì là càng sớm gặp, mà càng ghét nhiều chừng nào thì nó đeo mang bên lòng. Mình cứ ngỡ nó đã quên đi nhưng nó bỗng hiện về. Ở đây bây giờ cái sự tu tập đây là dừng lại, không cho nó nhớ, cũng không cho nó thù, cũng không cho nó nhớ, một trạng thái bình thường, một trạng thái xả của tâm. Mà cái đó phải như lý thức ý, phải do tri kiến, đó chính là như lý thức ý, không cho nó tăng trưởng nữa. Chúng ta chặn lại chặn như vậy đó. Và cái sự tu tập là chặn như vậy, còn cái tham cũng vậy đó. Những cái ăn ngon, những cái sắc đẹp, tiếng ngay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc gì vân vân mà chúng ta đã nếm, đã trải qua, hay là một vật, cái vật kỷ niệm, một cái vật gì đó, dấu yêu gì đó mà nó cầm trên tay, nhìn thấy đó vân vân, mà chúng ta cho nó qua đi. Không phải chúng ta sau cái đó là chúng ta đập đổ bể là chúng ta cho nó qua. Cái đập bỏ trong lòng, diệt trừ ở trong lòng chúng ta kìa, cái vật hiện hữu vẫn là đó, nhưng tâm không có còn nhớ tới, đó mới là giá trị. Chứ còn thí dụ bây giờ có một số người
khi mà buồn bực nghĩ rằng thôi bây giờ tôi đập bỏ hết tất cả những hình bóng, những cái gì, những vật kỷ niệm cho nó qua đi, hay là những cái nhìn đó, bởi vì tức cảnh sanh tình, thì như thế chúng tôi chưa chắc người đó đã được dẹp dẹp ở một cái hình sắc, nhưng điều mà cái tưởng ở trong lòng cũng vẫn còn nhớ, cũng vẫn còn ghi đó, thì nó cũng vô giá trị. Cho nên vì vậy chúng ta cứ để mọi vật nó tự nhiên, mà chúng ta phải có một sự tránh xa nó, nhìn mà không hận, nhìn mà không giận, nhìn mà không ghét, nhìn mà không thương, nhìn mà không nhớ, nhìn mà không tưởng, không tưởng tri, mà không bị cảm thọ khởi sanh. Đây là một giá trị lớn, đây là một sự tu tập. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có một cái như lý tất ý một cách rõ ràng như vậy, thời chúng ta không thể nào mà thoát khỏi, không thể nào thoát khỏi. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ mà tri kiến nó rất là quan trọng. Tri kiến động trường rất là lớn, mà phải do như lý tất ý, quá khứ, hiện tại, vị lai gì đó, vân vân. Và chúng ta biết rằng tất cả các pháp rồi nó cũng sẽ vô thường, tất cả pháp rồi nó khổ não, rồi tất cả pháp nó vô ngã, rồi nó sẽ đi qua. Và chúng ta cũng không thật những chuyện gì mà sự thật ra trôi xa tầm tay với của chúng ta, với những cái gì mà thân thương, thân yêu, triều mến, cho rằng đây là của mình, đây là vợ chồng, con cái, tài sản, danh vọng, sự nghiệp của mình. Nhưng kính thưa quý vị, đúng như vậy đó, do tự mình tưởng riêng, do tự ngã, chứ không là cái gì cả, do chấp đó cho nên khởi lên. Mà người ấy phải tuệ tri, hay là phải có tri kiến, phải biết dứt khoát bằng cái như lý tất ý, không tập hiện hữu là mất mát rồi, đi qua rồi, không còn hiện hữu nữa. Có một số người khi trôi xa những gì thân thương triều mến, người hay là vật, họ luôn luôn nghĩ rằng họ chưa có thể mất mất những cái điều đó, và họ đi tìm mãi mà không còn, và thế như thế quá ra đi. Thì chúng ta ở đây phải tự mình tưởng tri, thực sự các pháp nó vô thường, các pháp nó khổ não, các pháp nó vô ngã, đã đi qua rồi, không còn hiện hữu nữa. Do cái nhìn thấy sai của mình, do mình chấp sai. Vì kính thưa quý vị, từng những niềm đau nỗi khổ, từng cái vui buồn, từng cái gặp gỡ, từng cái chia lìa, tất cả là diễn phản, là quá khứ hết. Tất cả chúng ta rồi đây nó cũng là vô ngã hết tất cả, rồi cũng sẽ đi về, rồi mỗi người đi về với một nơi xa xôi với chính mình, vào đây nhìn thấy chung với tất cả. Nhưng khi đến khi tấm màn nhung của cuộc đời mỗi người nó khép lại, thì cái tấm màn nhung đó mỗi người trở về cái vị trí của chính mình và đi theo cái nghiệp của chính mình, chứ không ai là nhân, không ai là duyên, không ai sẽ là cứu, không ai là giúp cho ai cả, mà tự mình cứu mình, tự mình giúp mình được hay không là do chính mình. Và cái điều đó, cho nên vì vậy chúng ta phải có một sự hiểu biết cũng như là ý rõ ràng. Bởi vì chỗ này là đối với người bị thánh đệ tử tu tập thuần thục, và chúng ta chưa là các bậc thánh tu tập thuần thục, thì chúng ta cần phải biết như lý tắc ý. Bởi vì các pháp này rồi nó sẽ không tồn tại, rồi chúng ta cũng sẽ đi qua. Những buồn vui gì trong cuộc đời này đừng bao giờ phải tưởng, đừng bao giờ phải nhớ, và quán cái tính nhân quả, quán cái tính vô thường, quán cái tính khổ não, quán cái tính vô ngã của chính nó, và không tự chấp thủ, chấp ngã, chấp có, chấp ta. Bởi vì như thế và vì ấy không có cái gì nghĩ được rằng, bởi vì tất cả chúng sinh không thoát khỏi cái sự sanh già đau chết sầu bi khổ não, không thể thoát khỏi được. Phật nói rằng dầu ôm ấp giữ chặt thì cũng không thể thoát khỏi cái sự đau đớn, không thể thoát khỏi cái sự già chết sầu bi khổ não. Không ai mà mãi mãi được cảm giác lạc, bao giờ nó liên tục. Và cũng không ai có một cái khổ mà truyền miên, không bao giờ có lối ra của cái thọ lạc. Tất cả cái thọ lạc, thọ khổ, cái vui, cái buồn, cái thiện, cái ác, nếu như chúng ta không kiểm soát là nó có khởi sanh thôi. Bởi vì cho nên phải như lý tắc ý, những ác pháp chưa sanh, những lậu hoặc sanh không cho sanh, những lậu hoặc đã sanh
tu tập để điện đoạn trừ nó không cho sanh khởi. Và như thế thì những thiện pháp mới khởi sanh lên được. Đó chính là một sự tu tập. Mà sự tu tập đó nó đòi hỏi cái người đệ tử hết sức là quan trọng. Mà không phải ai cũng muốn tu là được, tu là sẽ thành tựu một cách rõ ràng và tốt đẹp. Quý vị còn đang nghe chúng tôi nói chuyện không ạ? Dạ quý vị còn nghe không? Bởi vì cái màn hình nó dừng dừng không biết là nó có bị rớt hay không. Dạ cảm ơn đại đức đại đi. Dạ, cảm ơn cô mình ạ. Cho nên đây là một cái pháp thứ nhất mà chúng ta thấy, một cái con đường thứ nhất, một cái cách thức để đoạn trừ lậu hoặc mà rất là quan trọng. Phải đưa cái tri kiến này lên đầu tiên. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nếu như không có một cái nhiên lý thức ý đó thì chắc chắn chúng ta không thể nào vượt qua được. Quý vị nhớ như vậy. Không thể nào mà thấm thấu được. Ở đời này nó cũng giống như là có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn. Nó như vậy đó. Đau thương nhiều, lòng cứng rắn nhiều thì mới gọi là đủ cái như cái tuệ tri trong cái phiền não của chính mình. Mà đau đớn đó chính là, hoặc là có nghĩa là vấp ngã đó mà sáng suốt lội ra kìa, đứng vững kìa, chứ không có phải mà vấp ngã đó để thua keo này bày keo khác, coi như là khổ đau nữa thì nó làm chuyện khác. Và vị ấy biết lược, biết bỏ, biết tu tập, biết vượt qua. Dạ. Và cái pháp thứ hai mà chúng ta nghe thấy rất là hay và rất là đặc biệt đó, tức là phải do cái sự phòng hộ. Nói cái sự phòng hộ chúng ta nghĩ là đơn giản, không dễ dàng. Khi đối với người tu á, ngoài cái chuyện có cái hiểu biết một cách rõ ràng rồi thì cần phải có một cái sự phòng hộ nó. Nhiều khi đó chúng ta hiểu là một chuyện, chúng ta biết trước là một chuyện, nhưng chúng ta phải ngăn ngừa nó. Chứ không phải là chúng ta muốn cái là chúng ta thấy một cái là chúng ta có thể được được vượt qua đâu. Nó được phòng hộ cũng như chúng ta phải có cái chánh niệm. Nếu chánh niệm không có là chết. Cũng như chúng ta không có cẩn thận để đóng cửa thì chắc chắn rằng trộm nó sẽ vào nhà. Chúng ta không cẩn thận mà để kỹ lưỡng khóa cửa hoặc là giữ gìn thì chắc chắn rằng khổ não sẽ phát sinh. Người ta nói rằng là nhân vô viễn lự tức hữu cận ưu, người không lo xa ắt sẽ có buồn lần. Nó là như thế. Nếu như chúng ta không chuẩn bị cho một cái chuẩn bị, không có cẩn thận, không có phòng hộ thì chắc chắn rằng nó rất là dễ dàng. Bởi vì sao vậy? Sáu căn trần này, nhãn nhĩ thì thân và ý thức này, khi nó bắt với cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí, khi bị cảnh xúc cảnh pháp thì chắc chắn rằng nó khởi lên. Bởi sắc thì bắt lấy cảnh sắc, sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc vân vân. Ta nghe tiếng mũi ngửi mùi thân xúc chạm lưỡi nếm vị. Tất cả những một hình thái này nó là một cả thải, một tập đoàn khởi sanh làm cho tâm ta nó sẽ khởi sanh lên tham dục, khởi lên sân, hoặc là khởi lên si, hoặc là tầm tứ, nó khởi sanh lên để đi tìm cảnh đó để vừa khai ác khai hiện khai lạc cho ta hay. Chúng ta nhìn thấy một cái vật, chúng ta nghe một cái tiếng, thì chúng ta nhìn thấy cái sắc thì cái đó là sắc đẹp hay là không đẹp, cái sắc thô hay là sắc tế vân vân, thì cái đó là chúng ta có sự phân biệt, có một cái sự phân kỳ phân ly. Khi nghe cũng vậy,
Như chúng ta thấy có một cái con trai của người trưởng khố Soreya, khi gặp khi đi ra ngoại thành gặp ngài ngài Ca Tiên Duyên, ngài Maha Ca Tiên Duyên rất là đẹp với thân thế vàng ánh của ngài, thì cái ác tâm của vị này khởi lên như thế nào, bắt đầu con mắt của Soreya như là tôi ước gì mà người này đẹp như vậy, phải là vợ của mình. Thì cái người khi mà ta khởi lên cái ác tâm như vậy đó, cái tham dục ta khởi lên thì ta biến thành nữ luôn. Soreya nha, thì bao nhiêu đó thôi chúng ta thấy nguy hiểm dữ lắm, mà đụng rồi ngay cái vị thánh và cái chỗ ma ngày cũng ma cái spa này nó cũng là đặc biệt nữa, tức là về sau cho nên ngày giả thành cái hình tướng là rất là xấu xí, mà đây tính như sự đẹp đẽ, cái sự giàu sang, sự đẹp đẽ, cho nên nhìn về sau cái người quốc giáo người ta làm cái hình ngày ma ca chiên viên rất là xấu. Nhưng điều ở đó tại sao người ta thờ ngày, tức là cũng có đầy đủ phước báo mà chẳng qua tức là giấu mình đi, giả một cái tướng như vậy. Cái đây kính thưa quý vị, chỉ bằng một cặp mắt không phòng hộ thôi nó đã suy nghĩ như thế. Thì cũng vậy, khi tai nghe tiếng ngữ của người thân xúc chạm, chúng ta nhìn mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, nếu như ta không có phòng hộ thì dục niệm khởi lên. Mà khi dục niệm khởi lên thì nó đi xa rời cái chánh niệm rồi. Bởi cho nên chúng ta nghe, thường thường chúng ta thấy khi tu tập á, thiền tứ niệm xứ, khi thấy, khi đang đi thấy mình đang thấy nói chuyện với người ta, đang nói chuyện với người ta, mà đối với người đệ tử phòng hộ mắt á, không thể có bị tướng chung tướng riêng, không có phân kỳ phân ly gì cả. Khi nghe biết nghe, khi thấy biết thấy, không quan sát đẹp xấu, không quan sát, không cảm thụ. Cái nghe này là cái nghe, là cái nghe khổ, cái tiếng nhạc, cái tiếng ca, tiếng chửi, tiếng xe chạy, tiếng gì gì, mà nghe chỉ biết nghe, thấy chỉ biết thấy, mà tâm tư vẫn chánh niệm, vẫn bình thản. Đó, cái sự phòng hộ một cách vững chắc như vậy đó, thì kính thưa quý vị, tự thì làm sao mà nó có cái chuyện mà nhìn thấy người ta và động khởi lên cái lòng tham dục, khi nghe cái tiếng của người ta và động cái thích, mới mê say đắm. Coi như là khi mà nghe bắt đầu cứ như cái giọng nó thấm thiết nó não nề, như một người đệ tử của ngài Chắc Khúc Ba La đó bị say như cháo đó. Khi nghe tiếng ca hát từ ở đằng xa thì từ cái ca hát này nó bắt đầu nó cuốn hút thì say như đó đi đến. Mà trong kinh Tăng Chi dạy rất là hay, na hang phích quê anh nhân ekarupan rasang phát tấp bằng gia đi đăng, ta không thấy một sắc thinh hương khí vị xúc nào khác, uri sinh chết tăng mà đây gia đại gia tích của ta gia tăng chỉ đăng xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông bằng sắc thinh khí vị xúc của người đàn bà, và ngược lại cũng như thế. Và ở một cái cách rộng hơn, khi chúng ta nghe cái tiếng khó chịu, lập tức sân tâm chúng ta khởi lên. Nói như vậy, khi nghe một tiếng nhẹ nhàng thì tâm chúng ta cũng chạy theo. Khi cảm thụ đau, biết đau xúc chạm của thân này với cái sự khó chịu, khi ngồi lên tấm niệm biết niệm nó im, nó im, biết im cái cảm thọ như thế, chứ là trời ơi im nó khỏe cái chân, nó khỏe cái tay quá, nó khỏe cái mông quá, vân vân. Thì cái mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó chính là dục khởi. Mà dục khởi có nghĩa là nó xa rời với cái thiện pháp, nó xa rời với cái chánh niệm, là lậu hoặc khởi sanh lên. Bởi vì như thế cho nên Đức Phật dạy một cái phương pháp rất là phòng hộ để gì, để chúng ta đã giữ từ ở ngoài cửa rồi, không cho nó vào, hoặc là nó chỉ đến cửa là xong, chúng ta không cho vào nhà. Khi nó vào nhà rồi thì cái thứ gì nó lục đồ, cũng như khi mà mình cho kẻ thù nó vào nhà rồi thì bắt đầu nó chạy, nó lục đồ này, nó lục đồ kia, nó chạy vô đồ này, nhà đồ nọ. Thì cũng như là khi mà tâm của chúng ta đã phóng rồi, nó ngự trị trong tâm ta, thì nó dẫn chúng ta tới tham ác sân ác tà kiến ác, dẫn chúng ta tới tham độc sân độc và si độc, nó chuyển hóa chúng ta không còn cái chánh niệm tỉnh giác. Thế là chúng ta làm nhiều cái điều đau khổ. Và vì vậy cho nên cái sự tu tập nó rất là quan trọng, chứ không phải là một việc mà chúng ta nghĩ rằng nó cứ cứ như thế mà
mà là tu một cách rõ được, một cách nhẹ nhàng dễ dàng được, mà chúng ta phải có sự giữ gìn hết sức là đơn giản, rõ ràng như vậy. Và cũng như là, và có thể nói rằng tất cả chúng sinh nếu như mà ngăn ngừa được từ cái thời gian này qua thời gian nọ thì thường thường phiền não nó không khởi sinh, và phiền não không khởi sinh thì chúng ta mới chặn, chúng ta mới ngăn được, thì sự phòng hậu từ từ như vậy đó, nó sẽ không có bị phóng dật, nó vững chắc. Qua cái pháp thứ ba này, chúng ta thấy cái phương pháp thứ ba gọi là thọ dụng được đoạn trừ các lậu hoặc. Sabbesatta aharatitika, tất cả chúng sinh duy tồn do nhờ cái sự thọ dụng, do nhờ cái sự vận tịnh. Thì là một cái chúng sinh người thì gồm cấp linkaro haro, tức là đoàn thực, rồi có cơm nước bánh tráng ăn uống. Một cái thứ hai nữa là đối với người tu, Đức Phật luôn kêu dạy như lý giác sát. Giác sát của cái gì? Với cái sự thọ thực của mình, với cái sự thọ thực, với cái sự mặc, với cái sự ăn, với cái sự nếm, với cái sự ngửi, với cái sự đụng của mình. Và chúng ta thấy ăn, cái khuynh hướng ăn, ngày hôm nay chúng ta tu của chừng nó sai chỗ đó. Đối với cái tinh thần của Phật, ăn để làm gì? Ăn để ngừa cảm giác đối khác, cảm giác khổ do không có vật thực, chứ không phải là ăn. Đức Phật ngày giờ ăn cái gì? Cái thọ dụng mà để đoạn trừ, không có dạy ăn cái thức ăn gì mà để đoạn trừ phiền não. Không có một thức ăn nào mà đoạn trừ phiền não á. Cho nên trong kinh Phật không có dạy ăn cái gì mà phiền não, mà để diệt trừ phiền não. Đây là một điều mà chúng ta nhớ. Theo ăn cách nào để đoạn trừ phiền não, mà chỉ là thọ dụng vừa chừng thích hợp với cơ địa của mình, với đúng lúc đúng thời, và hạn chế thời gian để lo tu tập. Coi như ta thực đây để duy trì sắc thân cho được tồn tại ngõ hầu tu hành phẩm hạnh, chứ không phải thọ thực đây để mà cường tráng, để mà thể lực, để mà trao dồi vân vân, mà ta thực đây đoạn trừ cảm thọ khổ do đối khác. Chẳng cái gì cũng được, phải ăn đúng, ăn nó vừa chừng, vừa mực, vừa lúc, vừa thời, đúng thời gian. Ngày hôm nay chúng ta đã tốn quá nhiều cho cái việc ăn, cũng như là cho cái việc ăn và cái việc mặc. Cũng vậy, cái sự thọ dụng nó thọ dụng về y phục, vật thực, trú xứ, thuốc men. Đó là một sự bảo tồn cho cái sinh mạng này nó tồn tại. Mà hôm nay thường thường tu nói ăn thì chứ không ăn mà để nói tu, tu để ăn chứ không phải nói ăn để tu. Nói cái này thì nghe đụng chạm, chúng tôi không muốn nói cái chuyện chay mặn, chúng cái chuyện là ăn chay ăn mặn ăn gì hết, mà ăn để tu, ăn làm sao đó mà cảm thấy không có nặng nề, không có mệt mỏi. Và Đức Phật này, bởi vì Đức Phật này dạy không có dạy cái cách tu để ăn. Đức Phật này không nói đến cái lý tu để ăn như thế này, ăn như thế nọ, mà Đức Phật đã nói rằng cách ăn để tu thì có. Ăn cái gì nó đúng, nó phù hợp. Đây là một cái trí tuệ của một con người, cũng vậy, mặc cũng vậy. Thật sự ra là cái người mặc cái gì mà không để tham ái nó khởi sinh lên kìa. Chứ ta mặc đẹp đây không được. Ngày xưa có một vị tỳ kheo đó, thấy có bộ y đẹp, mới mặc đi mặc vô, rồi đi tới đi lui tỏ vẻ ta đây là một người có như là đẹp đẽ, mặc áo cà sa như thế này. Cho nên Đức Phật nó có cái câu là ai mặc áo cà sa tâm chưa rời quấy trưởng, không tự chế chân thật, thật không xứng áo cà sa. Đó là một vị trưởng là có một vị sư cụ già, cứ mặc vô cứ đi tới đi lui, tự cho rằng mình đẹp, mình hay, mình khoe khoang. Cho nên vì vậy, ngày hôm nay có một số người tu đi tìm những cái y, những cái áo mà nó thôi là vài chục triệu này, vài trăm triệu kia, hay hoặc đạo độ những cái mão, những cái hia như thế này thế kia. Thì kính thưa quý vị, cái đó không phải pháp tướng sa môn. Nó đã xa rời cái ý nghĩa thực của cái việc đoạn trừ các lậu hoặc.
chúng tôi nói một cách phổ quát mà không có có bình phẩm một cá nhân cá thể nào. Chúng ta quay về gọi là nghèo cho sạch mà rách cho thơm, hay quần ăn mặc nó giản dị, không phải rách rưới đói khát nghèo khổ mà rách cho thơm. Ở trong kinh quý vị biết là khi mà y rách phải giá, và lúc nào phải giặt, chứ không phải là đen đen đúa đúa dơ dơ hôi hôi, đó chính là người đó là tu cao đó, phải vậy. Mà cái pháp tướng sa môn nó đẹp lắm, không có đôi hia, không có đội hia đội mão gì cả, không có đi hia đội mão gì hết, mà nó là một pháp tướng bình thường, đầu tròn vai vuông thôi, mà nó chỉ là một cái lá y, nhưng nó toát lên một cái đạo vị rất là lớn, một cái pháp tướng rất là mạnh mẽ, chứ không cần nhờ vải thiều làm nó đẹp người đâu, không cần coi như là người đẹp nhờ lụa, mà người đẹp phải nhờ cái gì, người đẹp cái đẹp của tinh thần Phật pháp, đó chính là khởi hiện lên từ ở trong tâm ta, giảm trừ phiền não, bớt cái lậu hoặc, mà do thọ dụng đó, do cái ăn cái mặc đó. Cho nên chúng ta muốn giải thoát đó, thì chúng ta phải không có bị dính mắc trong việc ăn uống. Tôi phải ăn cái này, vật này, tôi ăn vật kia, tôi phải mặc cái này, tôi mặc cái kia, thì chưa thành ra chết. Chẳng những không thành tựu mà còn chấp hữu chấp ngã, tự cho rằng mình tu như thế nào nó cao, tu như thế kia, rồi mới áp đặt tu như thế này. Thật ra Phật không có ăn chay, Phật không có ăn mặn gì hết, mà Phật ăn cái gì? Ăn đúng giờ, Phật ăn. Thọ thực của Phật là thọ thực đúng pháp, không chay không mặn gì hết, mà đúng giờ. Và Đức Phật nghe thọ thực đó để duy trì, cũng như tất cả chúng ta như vậy, để duy trì cái mạng sống của chính Ngài. Thì vì vậy cho nên chúng ta làm xong, chúng ta bay qua khỏi được bàn tay của Phật, mà chúng ta là ý kiến này ý kiến kia. Cho nên và chúng ta không có nên lao công lao sức nhiều quá cho cái việc ăn uống. Cho nên vì vậy quý vị biết là ăn đúng giờ. Hồi xưa trong kinh cũng dạy đó, có các vị tỳ kheo sáng cái đi cất thực, trưa đi cất thực, chiều đi cất thực. Sa môn không có lo tu thì tối ngày cứ đi ăn hoài, cứ lo đi xin ăn hoài. Cho nên từ đó Đức Phật đã cấm, tức là một ngày chỉ thọ thực, à thọ thực coi như là không quá, và buổi chiều không có được thọ thực. Còn chúng ta nó dược thực, chúng ta nó dược thực, buổi chiều ăn ra nó dược là dược, mà thực là thực, à, lấy cái thức ăn thức uống đó ngoại trừ bị bệnh quá kìa, chứ chúng ta nhân danh công lý thì cũng có được. Chúng ta ăn cơm chúng ta thì dược thực thì thôi kệ cái đó cũng thì kệ đi, cái chuyện đó mình nói không có bài sâu chuyện đó, nhưng điều ý muốn nói như vậy, ăn để duy trì sắc thân, thì cái giờ giấc thì nó là tùy cái duyên của quốc độ. Thật ra nó tùy cái duyên của quốc độ thôi quý vị, chứ không có nói được ở Việt Nam nó không được, mà ở Mỹ nó không được, ở châu Âu nó không được, nó tùy theo cái duyên của quốc độ, nó tùy theo cái thứ cái nơi cái chốn. Nó chết được, ví dụ như bây giờ ăn cơm Việt Nam xong qua Mỹ nó vậy là trễ, ăn từ Mỹ về Việt Nam nó trễ, thì cái đó thôi kệ, tùy cái duyên. Mà ăn làm sao để mà nuôi sống, đây là một vấn đề. Mà ăn làm sao để mà được tốt đẹp, đây là một vấn đề. Và mặc làm sao mà nó sạch sẽ, nó tươm tất, nó không có trao chuốt, nó cũng không có phải là hôi hám nghèo khổ quá, không phải vậy. Mà pháp tướng sa môn một vị có nghĩa là nghèo cho sạch mà rách cho thơm, rất là giản dị mà rất đơn giản, hiệu quả, chất lượng ở một cái phong thái, ở một cái tư cách con người. Thế như vậy đó, kính thưa quý vị, mà chúng ta mới thấy được một cái khả năng được như thế. Và rồi có người của chúng ta nó phải bị nhiều cái gì, nhiều thứ lắm mà gây đến như chúng ta những cái bất thường, nhưng chúng ta bệnh hạn, nhưng chúng ta khó chịu do cái thời tiết, do cái điều kiện khách quan lẫn chủ quan. Hôm nay nó nóng quá, hôm nay nó bực bội quá, hôm nay coi như là tự nó lạnh quá, nóng quá, rồi hôm nay gió mũi mồng rắn rít đủ thứ đủ chuyện hết. Thì chúng ta phải biết cảm nhận, cũng như hôm nay tự nhiên nó yên ổn, tự nhiên âm đông đông đông, tự nhiên đủ thứ đủ chuyện, thì vì thì kheo phải có cái gì, phải có cái tâm cảm nhận. Mà nếu như ai mà không có cái chịu đựng đối với hoàn cảnh trước mặt, cái gì cũng cũng cảm thấy bực bội hết, nghĩ rằng nó phải vừa lòng như thế mình không được,
mà trong cuộc đời này nó có như ý mình được. Tuy chúng ta tu trong chùa đó quý vị cũng không được như ý, bởi vì vốn chúng sinh là như thế, cái phiền não tự thân và cái nghiệp của chúng ta nó đã như thế. Bởi vì sao? Bởi vì trong cõi Sa Bà này tất cả chúng ta có buồn có vui, mà khi cái vui cái buồn đó đó mà chúng ta không có cái tâm vững chắc, không có cái vững chãi thì chúng ta bực bội ngay. Thí dụ bữa nay mình nhờ người này một việc này, người ta không làm, mới bực bội, thôi tham nhận không được thì thôi. Mình mong muốn cái chuyện đó mà nó chưa tới thì thôi cũng vượt qua đi. Là một người tu không phải là đòi cái gì cũng như ý mình được, có chuyện đó. Và mình có cái sự gì? Có cái sự kham nhẫn, để nhờ sự kham nhẫn đó mà nó mới vượt qua được hết. Coi như là mình phải có một cái sự, chính như cái sự kham nhẫn này. Ví dụ bây giờ mình đói bụng quá, hay là mình đau đớn quá, mình cũng phải có sự chịu đựng. Hay là mình, chúng ta nhớ vì chúng ta cảm thấy rằng là mình cần phải như thế này, cần phải như thế kia mà nó không đúng được cái điều kiện, chúng ta nói thôi bây giờ cái việc nó không được như vậy rồi thì chúng ta phải có cái tu kham nhẫn. Mà chính quý vị biết kham nhẫn á, kham nhẫn đối với cái cảnh bên ngoài và kham nhẫn đối với cái bên trong của chúng ta. Chúng ta vừa đối khác, chúng ta vừa đau đớn, chúng ta phải biết cái sự kham nhẫn đối diện với cái gì, với cái con ma lực ở trong lòng chúng ta. Bây giờ ví dụ chúng ta đang nhức mỏi quá, bởi vì chúng ta đang lười biếng quá, thì chúng ta biết rằng là có sự hung trầm, cái sự thủy miên, cái tâm chúng ta yếu đuối rồi. Chúng ta phải dùng một cái sự kham nhẫn, phải đẩy lùi cái ái, đẩy lùi cái sân hận, sao mà chúng ta đang bực bội. Ví dụ mình đang ngồi mình tu ở ngoài, hay là khi cứ nói chuyện hoài, cứ nghe cái tiếng động hoài, nghe cứ nghe đi, đừng suy nghĩ chuyện của người ta, cái chuyện của mình. Tự nhiên chúng ta khởi lên cái lòng kham nhẫn được cái chuyện của chúng sinh. Bây giờ mình chỉ nghe, biết nghe đi, thì tự nhiên nó làm chuyện khác. Còn nếu như chúng ta không có một cái tâm nhẫn để kham nhẫn thì chúng ta bực bội. Như đây chỗ người ta đang ngồi tu gì mà cứ nói sùm cười ha, xe chạy vô âm nổ tiếng thế này thế kia. Ví dụ như vậy đi, thì nếu như chúng ta không có sự phòng hộ thì chúng ta chặt ngay. Thế sao là chúng ta không có sự cảm nhận thì chúng ta sẽ nguy hiểm liền. Thì tôi đang trong cái cảnh khó chịu, đây cũng là một thử sức cho mình cảm nhận với cái gì, với cái cảnh bất tội nguyện trong lòng mình, hay nó gây cái sự khó khăn cho mình. Thì cái thưa quý vị, khi chúng ta có một cái sự cảm nhận như vậy thì mọi việc nó vượt qua. Mà chúng ta phải có như lý tất ý, chính vì cái đè nén, hay hoặc chúng ta nghĩ chúng ta nhìn người ta chứ không có nhìn mình, chúng ta cũng suy nghĩ là thôi bây giờ chuyện của người ta là chuyện của người ta, còn chuyện của mình mới là chuyện của mình. Và chúng ta thấy một cách rõ ràng như vậy thì mọi thứ thì chúng ta có thể mới vượt qua được. Chứ còn nếu như không là chúng ta bực bội khó chịu khởi sinh lên trong lòng mình. Và như thế thì khi mà nó bực bội đó thì chúng ta mới bắt đầu quát tháo. Và khi cái sân tâm, hay là khi cái dục tầm, khi chúng ta biết cái sự tham muốn cũng vậy đó, cũng dùng cái gì, dùng cái pháp đối trị để diệt trừ cái tham muốn đó. Đó chính là dùng cái kham nhẫn để kiềm chế, không cho dục khởi sanh, không cho sân khởi sanh. Thì chúng ta phải nhớ cố gắng niệm tưởng. Ví dụ bây giờ về dục thì chúng ta phải nhớ bằng những cái bất tịnh để chúng ta đẩy lùi cái dục đó, mà cố gắng không cho cái tham ái nó khởi sinh lên. Mà hay hoặc là những người nhiều khi ở trong tình huống nghĩ rằng mình có đủ khả năng, có đủ cái điều kham nhẫn dư sức, dư sự thật ra chúng ta nhớ luôn luôn có một con ma lực phiền não, cái như là cái dục tiềm miên nó ngủ nằm, nó đội sinh lên hoặc là không nghe. Nếu như không có dùng kham nhẫn để mà dẫn, để mà điều đẩy nó đi ra xa. Mình thấy cái điều này
mình thích cái này, không được, chịu đựng đi, không được, không được, không được. Cái tâm tham, cái đó là khổ đau, cái đó là khổ đau như lý tác ý. Rồi dùng ý kiến, rồi dùng nó, cái sự tu tập, rồi dùng cái tham nhận để đẩy nó đi, thì lần lần thì nó vượt qua. Và kính thưa quý vị, con người nếu như không có tham nhẫn thì không có thành tựu được bất cứ chuyện gì, hay là cái gì trong cái pháp tu cũng nhìn từ từ rồi nó sẽ tới, cái duyên nó tới, nó tới, cái thời gian nó sẽ đến là nó đến. Tu cứ tu đi, chứ đừng có phải tu một cách tức là bây giờ phải tu rốt ráo tu, cái tức là phải tới nơi, chứ không tới nơi là không được, cũng không được. Tức là cái sự tham nhẫn này ở một mức độ đúng đắn vừa chừng, thì dầu bất cứ cái điều kiện gì, mà khi cái sự tham nhẫn này, khi chúng ta và nó ảnh hưởng tới cái gì, cái chính cái sự thọ dụng, chính cái sự thọ dụng y phục mặc hoặc là thời tiết như thế nào, chúng ta có sự hỗn hợp, chúng ta có cái sự phối hợp để dùng đó để mà tham nhận nó, để cho nó thành tựu được. Và cái thứ vị pháp tiếp theo nó chính là một cái sự tránh né, tránh do không có hỗn mặt nào trong việc tu tập. Tránh voi đây chính là tránh cái phiền não. Thí dụ bây giờ mình thấy cái chỗ đó nó là cái nhân, nó sinh lên cái tham ái nhiều, chỗ đó là cái chỗ ồn ào, cái chỗ náo nhiệt, cái chỗ này là cái chỗ mà coi như là chợ búa, cái chỗ đờn ca hát sướng, thì chúng ta không đi tới. Đi khất thực không có đi vào chợ búa, đi khất thực không có đi ngang những cái chỗ mà hí viện, không có đi vào đó, mà đi ngang nhưng không có ghé vào, không có giữ lại gì hết. Thì khi có sự tránh né, hay là quý vị biết đó là cái chỗ như nơi mà thú dữ nó gai góc, nó hố sâu, nó vực thẳm, thì chúng ta không có đối diện với chính nó. Vì có nhiều người nói tôi không sợ gì chứ, tôi cứ mình dùng cái tự tâm mình đối diện với con chó, mình dùng tự tâm đối diện với con voi, con bò, con rắn này nó vân vân. Thì cái điều đó, kính thưa quý vị, chúng ta do chúng ta tập thích nghi lần lần kia chứ không phải. Nếu như tự quý vị ngồi thiền, quý vị mở ra, quý vị thấy nguyên con rắn mà nó dựng lên trước mặt chúng ta là chúng ta ớn ốc liền. Chúng ta liệu chúng ta có thể khắc phục nó hay không, thì cái đó do cái trình độ tu tập và cái từ tâm của chính mình. Nhưng điều mà chúng ta nên tránh né là cái phòng ốc, cái cốc liêu của chúng ta cũng phải giữ gìn cho nó tốt đẹp, nó sạch sẽ, để tránh đi cái mũi mồng, tránh đi cái thú dữ ở trong tu trong rừng. Thế như điều cũng thưa quý vị, các vị đó người ta cũng có một cái sự tránh né, chứ không phải đương đầu với cái hổ, đương đầu với cái rắn, đương đầu với cái bò dữ, thú dữ đâu quý vị. Dạ. Thì đành rằng có những lúc á, con rắn á, mình nằm đây, mình ngồi thiền đây, nhưng con rắn nó trên đầu nó xéo xéo đó, thì chúng ta không sợ. Chúng ta không sợ là do con rắn đó nó đang nằm ở đó thì cứ để đó, chứ không phải là còn thí dụ như là để, bởi vì con rắn nó không ăn được mình, nó chỉ mổ chỉ cắn mình, những điều mình ngồi yên thì nó không đụng chạm gì mình, thì cái đó là do cái lý tu và mình thể hiện cái từ tâm thì nó mát mẻ được. Còn bây giờ nó con bò hay là con cọp với con sư tử gì đó ở gần mình mà nó thấy nó đối khác, nó thấy mình là một món màu, thì tự nhiên cái mình để đó mình tu, chắc mình nó chụp mình, chắc mình bay lên, là chuyện nó không hề được cái suy nghĩ như vậy. Mà hay hoặc là chúng ta đi đến cái chỗ đó, cái chỗ nguy hiểm, cái chỗ đó là cái chỗ mà chẳng hạn như là nguy hiểm tới tính mạng, nguy hiểm tới bệnh hoạn, hay là chúng ta đi tới đó đó để nó dễ mang tiếng, chẳng hạn như đi đến những cái nơi mà gia đình ví dụ bây giờ tự nhiên có chỉ có một mình một người nữ trong nhà, hay có một cái người chồng người ta trong nhà, người con người ta trong nhà, hay nói chung là nhiều cái tình huống mà đưa đến cái sự dị nghị, đưa đến cái sự không đúng, thì chúng ta biết tránh né. Mà chính cái sự tránh né đó khỏi nó mang tới cái điều phiền phức cho chúng ta. Chúng ta biết cách ngồi, chúng ta biết cách ăn, chúng ta biết cách ngồi, chúng ta biết cách đứng, chúng ta biết cách mọi việc nó trong cái đời sống. Thì cái chỗ mà tránh né này là quý vị biết là nó là cách sống của con người ở trong hiện đại, cũng như là con người tu cũng như thế. Nó lớn lắm, nó rộng lắm, nó rộng vô cùng. Và khi nó rộng như vậy mà chúng ta biết cách tránh né làm sao để cho nó được yên vui, được tốt đẹp. Cũng như đó quý vị biết, thí dụ bên người tu mà đừng nói rằng
Bây giờ mình vào đời mình mới biết được sự đời, cho nên vì vậy mình đương đầu với đời. Nếu mà không vào hang cọp sẽ bắt được con cọp. Người tu có nói vậy. Cái sức ăn cái chừng nào, cái người mà ta vào cọp, hang cọp mà ta đi ra ta bật được cọp, còn hay mà đi vào hang cọp rồi cọp cái nút mình luôn, thì đây chính là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết chắc như vậy. Vậy như thế thì chúng ta mới có cái sự tu tập an vui mới tốt đẹp được chứ. Cho nên khi vậy chúng ta biết rằng cái tập khí của chúng ta nó rất lao vô cùng, mà nếu chúng ta không có sự tránh né, khi chúng ta tức cảnh sinh tịch khi chúng ta gặp cái chỗ đó cái tự nhiên cái đi đi cái nhớ nhớ, đi đi cái hiểu, đi đi cái biết biết. Dạ, rồi cái chính vì cái chỗ này mà tất cả chúng ta hiểu biết được, nó là một vấn đề rất là quan trọng. Và tiếp theo nữa đó, tức là chúng ta cần phải có một sự trừ diệt, đoạn trừ ngay lúc mà nó khởi sinh lên, do trừ diệt. Bởi vì đầu tiên nó vừa khởi sinh lên là chúng ta chặn ngay cái trừ diệt này, bực và cái lậu hoặc. Phải do trừ diệt để đoạn trừ. Trong kinh Đức Phật ngài đã nói trực tiếp vô luôn, chúng ta thấy vị tỳ kheo như lý giác sát không chấp nhận cái dục niệm này nó khởi lên, cái sân niệm này, cái hại niệm này, cái hại tầm niệm nó khởi lên để làm chúng sinh đau khổ. Thì chúng ta đã chặn ngay từ cái luồng ái đầu mà. Bây giờ từ từ cái chỗ mà nó khởi sinh lên, chúng ta biết à vậy 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 không được, cái này là chết, cái này là đau khổ, cái này là sinh tử, cái này là khổ đau. Thì cái thứ gì làm sao có một cái chuyện gì nó khổ đau mà nó lại xuất hiện với mình? Cái điều này phải do phải nói rằng kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta phải có một cái sự tu tập thì chúng ta phải có một cái sự tự sát rõ ràng, canh chừng không cho vào, nó đứng tại cổng cũng như đã phòng hộ không cho nó nhảy vô rồi, thì bây giờ trừ diệt liền, nó khởi sinh lên là đẩy liền. Khi nó có sự phòng hộ rồi, khi nó có sự phòng hộ rồi, bây giờ mà nó chạy vô tới tâm ta thì chúng ta phải chặn nó ngay lại. Nếu chúng ta đã bỏ cái cửa phòng hộ rồi mà nó vô tới ngay cửa nhà rồi, vô ngay tới cửa phòng rồi là chặn lại không cho vô. Thì nó cũng như vậy, chúng ta nói một cách gần gần như vậy cho chúng ta dễ hiểu. Bởi vì khi mà không có như lý giác sát khởi lên thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chở dở chúng ta ngay cái cửa này mà nó đã bước vào rồi, mà nó bước qua cái chỗ mà không có trừ diệt. Và chính vì cái sự trừ diệt này đó, chính là do cái gì mà trừ diệt được? Đây chúng ta nhớ, chính là do cái sự tu tập. Chúng ta dùng cái gì? Thân giác chi. Đó. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới có cái niệm, có cái trạch pháp, có cái tinh tấn, có cái hỷ, có cái khinh an, có cái định, có cái xả. Thì chúng ta mới chống đối, chống tội lại đi. Thì khi mà chúng ta trừ diệt bằng cách các pháp này, sự tu tập. Mà, kính thưa quý vị, đó là sự tu tập nó. Nó mang tính tức là chúng ta quân tập kia. Chứ vào lúc đó mà dùng trạch pháp giác chi. Và lúc đó dùng niệm giác chi, giữa đó chúng coi như dùng cái tính tấn giác chi, hỷ giác chi. Không phải như vậy. Mà hiểu biết giác sát một cách rõ ràng. Ở đây, cái sự trừ diệt đó, cái sự đoạn trừ đó, nó với cái người đệ tử đã chận ngay cái lúc đầu. À bây giờ mình không được nói xấu người, không được nói xấu người. Mà trước khi người khi nghĩ xấu người mình chưa được, mình không được phép suy nghĩ xấu người. Thì làm sao mình có nói xấu người? Làm sao mình làm xấu đến người? Không có. Mà chính chúng ta khi nghĩ xấu đến người, chúng ta không dừng lại mà chúng ta cứ cho nó tiếp diễn. Thì thế là chúng ta có cái sự nói xấu người, là chúng ta có một cái hành động tức là đánh đập hay chửi mắng, coi như là làm cho người gây đau thương cho người. Cái sự trừ diệt này tại chỗ thôi thì đâu có những cái đau khổ gì. Nó phải mình phải làm ác, hay hoặc là cái dục niệm này nó khởi lên, cái sân niệm này nó khởi lên, cái hại niệm này nó hại niệm này nó khởi lên, mà chúng ta đã động trừ nó. À, đây là nguyên nhân đau khổ gây tới cho người. Làm việc gì đó mà lợi người hại mình, không làm. Làm những gì đó hại mình mà lợi người cũng không làm. Làm việc gì đó mà lợi cho cả hai, làm việc gì đó mà không đưa đến đau khổ cho mình, không đưa đến đau khổ cho người, vân vân. Thì những cái đó là chúng ta phải có một cái sự trường diệt
phải có một sự ngăn chặn từ lúc đầu. Và vì chỗ đó cho nên cuối cùng, một cái cuối cùng đó là phải có sự tu tập thôi. Sự tu tập thì xuyên qua cái gì? Phải hướng tâm đặt trọn vẹn vào thân giác chi. Mà thân giác chi này chính là công năng để làm cái gì, kính thưa quý vị? Là để chuyển hóa cho tất cả chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng. Không thể nào mà trong cuộc đời này mà tự động mà chúng ta được thành tựu, mà phải có sự tu tập. Từ cái chỗ mà tri kiến, phòng hộ, thọ dụng, kham nhẫn, tránh né, rồi trừ diệt, và cuối cùng chúng ta phải tiến tu bằng cách thức giác chi, bằng cách thức trạch pháp, dùng trí tuệ rõ ràng biết được một cách nhân quả, một cách hiểu biết đây tà đây chánh, biết được cái sinh cái diệt, cái khởi duyên của chính nó và cái sự không thể tồn tại của cái gì, của cái phiền não này, của cái tâm này, chúng ta phải trừ diệt nó. Tức là phải bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị sự vô ngã, đừng bây giờ chấp thủ chấp ngã gì trong lòng ta hay là bất cứ một cái việc gì. Và chúng ta phải có một sự tinh tấn để tu tập, để làm những cái thiện pháp chưa sanh cho nó sanh khởi, những thiện pháp đã sanh chúng ta biết bảo trì và gìn giữ nó. Chúng ta giữ cái tâm khí thái mạnh mẽ, cái sự hoan hỷ, cái sự tích cực, để nhờ hỷ giác chi này mà nó đoạn trừ tất cả những khổ u ở trong cuộc đời. Tâm của chúng ta được an ổn, tâm của chúng ta nó được khinh an, tâm của chúng ta nó được khoan khoái, thì như thế nó làm nhân làm duyên cho cái gì, cho định, cho niệm mạnh mẽ. Và cũng như thế, kính thưa quý vị, cuối cùng không có chấp trước, không có chấp gì cả, mà tất cả mọi hiện hữu, mọi cuộc đời nó là sanh diệt như thế. Và như chúng ta thấy cái lời kết nó rất là đặc biệt, tất cả chúng sinh, khi mà chúng ta hiểu, chúng ta thấy như vậy thì để làm gì? Khi mà có tri kiến, khi có cái sự khi có tri kiến, khi có sự phòng hộ, khi có sự thọ dụng, khi có cái sự tham nhẫn, khi có cái sự trừ diệt, và khi có sự tập, thì mọi phiền não, mọi cái đau khổ trong cuộc đời này sẽ được đoạn trừ. Và đó chính là một điều mà tất cả chúng ta xem như bài học này, nó là một cái kim chỉ nam, nó như là một cái vốn liếng để chúng ta thực tế sống trong cuộc đời, và thực tế sống trong cuộc tu cũng phải như thế, phải đối diện và phải thực hiện theo như thế này, thì chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được tấn hóa. Bởi vì sao? Những lậu hoặc này mà được đoạn trừ như vậy, đã được đúng đắn như vậy, thì khác ái kiết sử chánh quán và được thành tựu một cách mỹ mãn. Và kính thưa quý vị, lúc đó chúng ta mới tạm gọi, tức là chúng ta thành tựu được cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là chúng ta sanh ở tầng phẩm hạnh đã thành, vân vân, chúng ta mới thành tựu được cái an lạc, cái giải thoát ở nay và ở ngày sau. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy, xin chấm dứt thời gian tiếp nơi đây trước khi dứt lời. Nếu có điều chỉ xin thắp trên kính mong chư tăng của chúng trên được hoàn thành, kính chúc toàn thể quý vị quan hỷ. Kính nhân phước lành để kể đến tất cứ đại chứng minh các vị chư thiên quý vị chánh pháp, và nhân đến các bậc thầy tổ và cha mẹ, tất cả thân bằng huyết thuộc của chúng tôi quý vị được thành lập thánh quát trong Phật pháp, để kính nhân chư thiên tại chùa cũng như đây các chùa của chư vị và tất cả các nơi học an lạc trong thánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sao tôi kính thưa thượng tọa Thượng Quyền, thượng tọa Thượng Siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa Thượng Siêu đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thơ lục đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Thượng Siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Pháp Đăng đây, thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Xin hỏi thượng tọa đang có nghe vào trước máy không? Dạ. Thượng tọa đang ở trong những pháp mà để đoạn trừ lậu hoặc,
thì Đức Phật Ngài dạy rằng có những pháp là do tri kiến đoạn trừ, có những pháp do kham nhẫn đoạn trừ, có những pháp do né tránh đoạn tề trừ, vân vân. Thì khi mà chúng ta nói đến tri kiến thì rõ ràng ở đây đó là một cái vị mà học pháp á, bởi vì pháp học á thì cũng có cái lợi để đoạn định tri kiến. Thì Thượng tọa Pháp Đăng Khoan Hỷ giải thích là đa số người ta nghĩ rằng lậu hoặc chỉ do pháp hành mới đoạn được, nhưng mà trong trường hợp nào mà lậu hoặc do tri kiến đoạn được thì như vậy phải chăng là pháp học cũng có một giá trị đặc biệt quan trọng ở trong việc tu tập đoạn tận phiền não, phải không? Kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Alo. Dạ con đang kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ với Thượng tọa, kính chào tất cả Phật tử. Thì cái bài kinh Trung Bộ hôm nay đó thì chúng ta biết rằng có những cái tri kiến á, có những cái lậu hoặc do tri kiến, bởi vì cái thường thường thì chúng ta thấy rằng cái hiểu biết của chúng ta rất là quan trọng. Tuy rằng bởi chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy về bát chánh đạo, nói về chánh kiến. Chánh kiến là cái sự hiểu biết cho nó đúng đắn. Cái sự hiểu biết đúng đắn đó nó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta kiến, Đức Phật Ngài cũng có nói có hai loại chánh kiến, chánh kiến đưa đến sanh y và chánh kiến đưa đến đạo chi. Tuy rằng chúng ta chưa có thể nói như Phật tử, chúng ta chưa có thể đắc đạo quả, nhưng mà chúng ta biết rằng cái sự tu tập của chúng ta đó nó rất là nhiều và nhiều kiếp, và chúng ta phải ước vọng là chúng ta sẽ chứng ngộ niết bàn để chấm dứt cái sanh tử. Vì nếu mà chúng ta không có cái tri kiến đó đó thì cái dòng luân hồi của chúng ta đó nó rất là mênh mông. Mà cái tri kiến và cái hướng tâm chúng ta muốn được cái điều đó, đó là cái điều rất là nhiều kiếp về sau này chúng ta mới được. Nhưng mà với cái ước nguyện đó, đó thì nó là nhân là duyên. Bởi thường thường chúng ta biết rằng cái Atichana là cái chí nguyện độ đó, cái chí nguyện độ là cái hướng tâm của chúng ta thôi. Cái điều đó giống như cái bánh, thường thường chúng ta nói rằng cái sự hướng tâm chúng ta đúng đắn rất là quan trọng. Cái hướng tâm chúng ta đúng đắn rất là quan trọng, vì cái sự hướng tâm của chúng ta đó là chúng ta hiểu Đức Phật Ngài nói về cái sự luân hồi, và cái sự luân hồi đó đó thì nó có một cái chiều rất là rộng lớn. Cái rộng lớn cái sự luân hồi của chúng ta trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đó, nó rất là nhiều và nó mênh mông như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn có được như vậy đó thì chúng ta phải có cái sự hướng tâm, có cái tri kiến, chúng ta có cái tri kiến hiểu biết được á, có nghĩa là quá khứ thì chúng ta luân hồi rất là nhiều cái quá khứ, và cái tương lai chúng ta còn luân hồi rất là nhiều. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật Ngài cũng nói đó, cái nghĩa là chúng ta luân hồi nó nhiều, không có thể nào đếm hết được. Nhưng mà nếu chúng ta mà cái vị lai chúng ta cũng rất là nhiều, nhưng mà nhờ cái hiện tại đó chúng ta có cái tri kiến biết được cái sự luân hồi chúng ta, nếu mà chúng ta không ước nguyện đó thì cái sự luân hồi đó nó rất là kinh khủng, nó rất là kinh khủng. Có nghĩa là nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi hoài như vậy đó. Nên có nhiều khi chúng ta chỉ làm những cái công đức, những cái thiện nghiệp. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện của trưởng giả Chô Tí Cá, mà lúc mà làm một cái người có ruộng mía đó, chính cái người em đi vào trong cái ruộng mía, chặt hai cây mía đem về với cái dụng ý là sẽ anh một cây, em một cây. Nhưng mà khi đến đường đi về đó thì gặp Đức Phật Thích Giác, cái người em đã lấy cây mía của mình cúng dường rồi. Nhưng mà nghĩ rằng thấy cái vị Phật Độc Giác thọ dụng rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ, nên cái người em đó đã đem cái mía của người anh, đem cái mía của người anh đem cúng dường luôn. Và cái vị Phật Độc Giác nhận cái phần đó về đó, chia cho chú nguyện cái thần thông cho cái vị này thấy rằng mình chia cái nước mía ra cho nhiều vị Phật Độc Giác dùng.
thì cái người em rất là hoan hỷ, hớn hở đi về thì gặp người anh nói sao mà đi vô ruộng mía mà không có gì hết. Thì người người em mới kể lại là có đem hai cây mía, nhưng mà tự thân mình cúng dường cây mía cho Đức Phật độc giác, và lấy cái mía của anh đem cúng dường mà cái hiện tượng như vậy đó. Bây giờ anh muốn muốn phước á, thì em chia phước, còn anh muốn 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 tiền thì em sẽ đưa đưa tiền cây mía đó. Nhưng mà cái người anh mới nói rằng nếu vậy thì anh rất là hoan hỷ, anh muốn chứng đắc cái pháp mà của cái vị Phật đã chứng đắc thôi. Thì quý vị biết rằng cái duyên lành đó mà cái người anh đã đắc đạo quả ở đời ở cái thời kỳ Đức Phật Ca Sa Bá. Mà cái người em thì tại vì phát nguyện để trở thành đệ nhất trưởng giả, phải giàu thiệt là giàu, giàu nhất Diêm Phù lúc bấy giờ thì mới chứng đắc đạo quả, nên sau này là trưởng giả Chô Tỳ Cá, nghĩa là có cái tài sản rất là kinh khủng. Nhưng mà rồi thấy cái lòng tham của Vua A Xà Thế đó, cái vị này thì sinh đi xuất gia và vị này đắc quả A-la-hán. Thì nói như vậy á, nói qua cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng nhé, khi mà mình có cái tri kiến á, là mình thấy cái sự luân hồi của mình, cái sự luân hồi của mình và cái sự mà chứng đắc được đạo quả đó là cái sự diệt tận khổ đau, và mình có cái ước muốn là đoạn trừ. Nhưng mà vì mình có nghe được cái, mình mới biết được cái gì, mình nghe được, mình biết được cái sự luân hồi của mình nhiều, và mình có nghe về cái pháp của những vị Phật chứng ngộ đó, những cái pháp đó là những cái pháp mà như là những cái thần thông tấn trí của chư Phật độc giác, những cái điều đó đó là những cái điều mà nó rất là hy hữu, nó rất là hy hữu, nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt trong cái đời này. Nếu mà mình nói những cái gì nó cũng không có bằng những cái điều đó gì. Ví dụ giờ chúng ta thấy rằng những cái người tiên tri, họ chỉ tiên tri nhiều khi đúng nhiều sai, nhưng mà những cái vị mà có thiên nhãn thông, những vị đó thấy rất là chính xác, thấy cái sự luân hồi của mình, hoặc là thấy những cái kiếp mà về sau này đó, những cái thời gian về sau này cũng rất là chính xác, do cái khả năng thiên nhãn thông của vị đó, hay là sanh tử trí của vị đó. Thành ra có những điều đó trong trong đời này chúng ta không có thể nào chứng được, nhưng mà nó là nhân, là duyên. Chúng ta thấy như là ngài núi Thái vậy đó, khi ngài đem mấy cái đèn đó, ngài đem cúng dường cho cái cội bồ đề, với ước nguyện là cúng dường cho một vị Phật dưới cội bồ đề, mà nhưng không có Đức Phật, chỉ có tác ý như vậy thôi mà nguyện trở thành đệ nhất vị thiên nhãn thông. Cho đến đời này thì ngài Anuruddha trở thành đệ nhất vị thiên nhãn thông. Trong Thánh Nhân Ký Sự có kể về cái câu chuyện của ngài, lúc bây giờ ngài chỉ nhìn thấy cái cây đại giác thôi, rồi đem cái đèn đi cúng và phát nguyện như vậy. Thì chúng ta thấy rằng á, nhiều khi chúng ta hiểu rằng những cái tri kiến mình có đó là những mình thấy cái sự khổ, và thấy cái sự khổ luân hồi nó diễn tiến hoài như vậy, và mình mong chấm dứt luân hồi, cái đó là cái tri kiến mà nó có thể đoạn trừ những cái vòng sanh tử luân hồi. Những cái tri kiến đó đó nó cũng rất là đặc biệt. Nên khi mình có nghe pháp đó thì mình sẽ hiểu được rất là nhiều những cái pháp mà Đức Phật ngài thuyết giảng, và những cái pháp đó đó ngay hiện tại mình không có khả năng ngộ, nhưng mà mình có tác ý là ta sẽ đoạn trừ được được những cái lậu hoặc, hay là những cái sự luân hồi này, ta sẽ chứng ngộ được cái pháp mà các bậc thánh là chứng ngộ. Chính những điều đó đó nó cũng làm cho mình với cái thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp nó tăng trưởng theo thời gian. Và thường thường quý vị nghe hay nghe là cái người mà có cái trí hiểu biết nhân quả, hay là cái trí chấm dứt luân hồi đó, thì người đó sẽ tục sinh làm người tam nhân và rất là dễ chứng thiền và chứng đắc đạo quả. Đó là cái điều mà chúng ta có cái ước muốn, có ước muốn để đoạn trừ cái phiền não này. Thì con xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa như vậy. Bây giờ con xin gửi cái mic lại, nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa nói thêm. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Sao thú cái trường trường tổ hợp đăng này. Trường tổ siêu, trường tổ có ở trước máy không vậy? Nếu trường tổ siêu có ở trước máy, xin tỉnh trường tổ hoan hỷ trả lời cho câu thơ tiếp theo. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu để cho Tính nghe được, xin tỉnh để cho Tính trả lời cho câu thơ tiếp theo.
Để thức tính trong bài kinh này có những cái lậu hoặc đoạn trừ được là do tránh né. Nhiều người khi nghe tới chỉ tránh né đó thì họ thấy rằng như vậy là mình không có anh hùng rồi, mình không có cái hùng tâm. Một người có hùng tâm là mình có thể đối diện tất cả, đương đầu với tất cả, chứ tại sao mà có những lộ hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. Thì đại chúng tính giải thích thế nào, tại sao có những lộ hoặc mà mình phải tránh né? Xin kính trình đại chúng tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con nay xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Pháp Năng, thượng tọa Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, thì đối với con thì con thấy rằng mình có nhiều cái cách để mà mình đoạn trừ lậu hoặc. Thì ở trong cái cách này là mình tránh né để mà mình đoạn trừ. Thì có những người người ta nói rằng mình phải đương đầu, cũng như là sống chung với lũ đồ kia đó, thì mình gọi mình mới là cái người mà nó anh hùng hoặc là nó hay. Nhưng mà đối với ở trong cái trường hợp này, tránh né để đoạn trừ, thường thường nó không phải là một cái gì mà gọi là mình nhát hay là mình dở gì hết, nhưng mà do mình thấy là cái điều đó nó không cần, là cái điều đó nó không cần, mình không cần phải đương đầu với những cái phiền não đó, hoặc là mình không cần phải đương đầu với những cái lậu hoặc đó, là cái a sắc quát đó. Thành ra đó, rồi một cái điều nữa thì mình biết rằng là do cái trình độ của mình nó chưa tới, cái trình độ của mình nó chưa tới đó, thành ra coi như là mình sẽ mình tránh né để mà nó tránh đi cái sự ô nhiễm. Thì cái điều này là do thường thường là do có cái trí tuệ nó can dự vào, chứ không phải là chứ không phải là những người mà cũng như là có một cái tánh chuẩn nhân. Thường thường á, quý vị thấy rằng những cái bậc mà người ta có trí thì người ta biết được cái sức của mình sẽ tới đâu thì người ta sẽ làm tới đó. Chỉ có những người mà người ta do thiểu trí, thành ra mình không có biết cái sức mình là như thế nào, cái sức mình nó tới đâu. Cũng như hồi bữa trước mà chúng tôi giới thiệu, chúng tôi kể cho quý vị nghe về cái chuyện mà cái con giả can mà nó sống chung với con sư tử đó, là do nó đi chung với con sư tử, nó thấy con sư tử bắt mồi hay quá, rồi khi mà con sư tử ăn mà còn dư lại đó, là nó được ăn những cái thức ăn dư đó, và nó càng ngày càng béo lên, càng ngày càng mập lên đó. Thành ra riết rồi thì nó đi chung với con sư tử, nó cũng tưởng mình là sư tử đó, thành ra kêu con sư tử mà để mà sư tử ở trong hang đi, mà để hôm nay nó đi bắt mồi về nó đem về cho ăn đó. Thì khi mà nó ra nó gặp con voi thì lúc đó nó bắt chước con sư tử để mà rống lên, nhưng mà cuối cùng thì con voi nó đã nhận ra con này không phải con sư tử mà con này là con giả can. Thành ra con voi nó chỉ dặm lên một cái thôi là con giả can nó đã chết tươi tại chỗ. Thì chúng tôi muốn kể câu chuyện này để nói rằng là chỉ có những người mà thiểu trí thì người ta không có biết được cái khả năng của mình, cái khả năng của mình đến đâu để mà người ta đương đầu vào cái sự việc đó. Còn thường thường bậc trí thứ nhất là người ta biết rằng là không cần đó, cũng như là cái chỗ đó người ta không cần đi đến. Cái thứ hai là người ta biết rằng là cái sự tu chứng hoặc là cái sự tu tập của mình nó chưa đến đó, nó chưa đến cái nội công đó, thành ra người ta không có đi đến đó. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, chúng con muốn nói rằng là cái trường hợp mà đoạn trừ loạn hoặc này đó, do tránh né đoạn trừ đó,
cái trường hợp này không phải là thiếu can đảm, hoặc là không phải là thiếu hiểu biết, mà đây là cái người mà đầy đủ với sự hiểu biết, thành ra người ta biết rằng là cần phải đương đầu với lậu hoặc này hay không, hay là đủ sức để đương đầu với lậu hoặc này hay không. Do người ta biết rõ những cái lý do trên, thành ra người ta không cần, mà người ta chỉ cần tránh né để mà đoạn trừ cũng được rồi. Đó, đó là cái ý của con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 2 này. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọ nhắc đẳng trở lại. Và con cũng xin sám hối Chư Tăng, do cái mắt của chúng con nó vừa mổ xong, mới mổ xong ngày hôm qua. Ngày hôm qua do đường xuống rồi, thành ra con tức tốc đến bệnh viện để mổ liền. Thì mổ xong rồi, bây giờ nhìn vô màn hình có nhiều khi nó nhức mắt. Thành ra con đứng ở phía ngoài, con không có ngó vô màn hình, con chỉ nghe. Khi nào mà nghe Thượng Tọ kêu thì con sẽ trở lại với cái màn hình, với cái máy, chứ con phải đứng xa cái máy ra. Sợ nó ảnh hưởng con mắt mới vừa mổ xong ngày hôm qua. Và con xin tỉnh Thượng Tọ trở lại. Sa thú kính trừng lên Đức Phúc Tính. Rất là cảm kích Đức Phúc Tính, mặc dù mới mổ mắt xong vẫn cố gắng vào để tham dự sinh hoạt. Mong rằng là Đức Phúc Tính sẽ được sống bình thường và làm gì làm. Nhưng mà mổ mắt xong như vậy là cũng là một điều rất là đáng mừng rồi. Bây giờ thì Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Siêu Nguyên Thông đang có mặt ở trước máy và Siêu Thông nghe được, xin thỉnh Siêu Nguyên Thông. Siêu Nguyên Thông trong bài kinh nghiệm hôm nay chắc đề cập đến rất là nhiều thứ lậu hoặc khác nhau. Và Đức Phật ngày mở đầu, ngày có đề cập một câu là những điều này ngày dạy cho người có trí chứ không phải là người không có trí. Tại Siêu Thông cảm nhận thế nào là tại sao Đức Phật nhấn mạnh đến cái chuyện mà ngày nói cho người có trí chứ không phải là người không có trí? Đối với câu đó thì chúng ta nên hiểu như thế nào, kính thỉnh Siêu Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho cái câu hỏi tại sao Đức Phật giảng dạy bài này mà ngài nói rằng giảng dạy cho người có trí chứ không phải giảng dạy cho người không có trí. Kính thưa sư phụ, trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có quan trọng là phải có cái hiểu biết, mà cái hiểu biết rõ ràng đó thì gọi là trí tuệ, là cái người mà có thể phân biệt được pháp thiện và pháp ác, pháp nào đem đến lợi lạc cho chúng ta và pháp nào đem đến sự đau khổ cho chúng ta, và phải có cái trí để mà có thể gọi là tác ý đúng, tình yoniso manasikara chứ không phải là ayoniso manasikara. Vì vậy cho nên là trong giáo pháp của Đức Phật là nhất thiết là phải có trí tuệ, bởi vì để mà tránh né hay là để mà giải quyết hay là diệt trừ cái những lậu hoặc mà nó đang bao phủ chúng ta thì nhất thiết là người đó phải có trí tuệ mới có thể là tránh né, hay là có trí tuệ mới có thể dùng cái trí tuệ mình để mà giải quyết những cái lậu hoặc mà mình cảm thấy nó đang bao trùm mình. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái người Phật tử chúng ta cũng như những người tỳ kheo mà có mặt trong room này là nhất thiết là phải học để có cái trí tuệ, mà dầu chưa có nhưng mà phải học hoài, suy tư, phân tách thì cái trí tuệ đó lần lần nó đến. Chứ không thể nào một người mà không học hành, mà không có suy tư, mà không phân tách những cái pháp, những cái hiện tượng xung quanh của chúng ta, hay là những cái cảm giác nội tại trong chúng ta và những cái cảm giác ngoại tại ở bên ngoài và những sự vật xung quanh như chúng ta, mà người đó có được cái trí tuệ. Vì vậy cho nên người hành giả là như là chúng ta là những người tu Phật thì phải luôn luôn ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, tức là sống trong cái giây phút hiện tại giờ đây mà tiếng Anh gọi là here and now.
Bởi vì khi sống trong hiện tại và giờ đây đó, thì mỗi pháp mà nó hiện lên trong tâm của chúng ta thì người hành giả đó có cái nhận biết là đó là pháp thiện hay pháp ác. Thì nhận biết những pháp thiện hay pháp ác đó thì cũng phải có trí tuệ mới biết đó là pháp thiện hay pháp ác. Thì nếu là pháp ác là mình phải diệt trừ đi. Bởi vì nếu mà không diệt trừ đi thì cái pháp ác nó còn nằm ở trong tâm của mình. Khi mà cái ác pháp còn nằm trong tâm của mình, giả dụ như chúng ta mà thân hoại mạng chung lúc đó thì chúng ta đi vào địa ngục là bởi vì cái pháp ác còn tồn tại trong tâm chúng ta. Cho nên là Đức Phật giảng dạy với cái pháp thoại mở đầu là Như Lai giảng dạy những điều này cho người có trí chứ không phải là người không có trí, thì chúng ta phải hiểu rằng cái trí tuệ nó đã quan trọng cho chúng ta, và vì vậy chúng ta phải tư duy, phải suy xét những pháp nào đưa đến bất lợi cho chúng ta và pháp nào đưa đến lợi cho chúng ta. Có nghĩa là phải nhận biết rõ cái nào là thiện pháp, là kusala dhamma, và có những pháp nào là ác pháp, là akusala dhamma, thì phải thấy rõ là như vậy. Để mà một pháp thì mình nếu mà cái thiện pháp mình chưa có thì mình phải làm cho nó cái hiện hữu trong cái tâm của chúng ta, và những cái ác pháp là mình phải dùng cái nỗ lực, dùng cái cương quyết để diệt trừ nó khỏi trong tâm của chúng ta, và như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là một cái người mà đệ tử của Đức Phật. Nhưng thưa sư phụ là đó là cái sự hiểu biết của con trong cái câu hỏi thảo luận số 3 và con trình bày lên. Và con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao thú kính trừng sư Nguyên Thông. Bất thiêu đọc thưa sư, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu mà thượng tọa thưa sư vẫn còn trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thượng tọa Tế Quyền ấy, thượng tọa Tế Quyền còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tế Quyền còn ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Thưa Đại Quyền, ngày nay người ta hay có một cái thái độ là họ chọn một pháp môn nào đó mà họ nghĩ pháp môn là đắc thế nhất, pháp môn hữu dụng nhất, và họ thường đề cao xưng tán một pháp môn. Nhưng mà Thưa Đại Quyền là người sống ở trong chùa nhiều năm và cũng giảng dạy học trò đệ tử, thì sư tổ có tin rằng có một phương thuốc trị bá bệnh hay không, hay là bệnh thì có nhiều thứ và chúng ta phải uống nhiều loại thuốc khác nhau, xin hơn là chúng ta chỉ nói là có một thứ thuốc uống trị bá bệnh thôi, nghĩa là thuốc nào cũng uống loại bệnh nào cũng uống loại thuốc. Xin kính thỉnh thưa đoạn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Di Cơ Đi Chúng Nghe Đoạn. Thì cảm ơn quý vị, chúng con kính đến anh Chư Tăng, kính chào quý tu nữ cùng một tay chư Phật tử. Và kính mời thượng tọa, quả thật thì ở trong cuộc đời này, trong cuộc tu này, không có gì mà chúng ta gọi là nó một cái này là nó tất cả, cái kia nó sẽ như thế nào, cái này thứ kia, mà nó sẽ là một cái gì cũng vậy, mỗi người nó có một phần hành, mỗi người nó có một việc, và cũng như là trong cái việc tu cũng vậy. Đức Phật ngài đưa lên những phương án tu như vậy, chứ không phải nói rằng tôi tu một cái là nó được tất cả, hay là chỉ nói theo cái nhận dạng như thiền tông gì vô thấy người ta gõ mõ đừng có xem tường, hay là tu thấy người ta đi đi niệm niệm thì không phải nói như vậy được, hay hoặc là nghĩ rằng người ta làm một mà nó sẽ được tất cả, mà phải như vậy. Mà cái việc nào nó ra việc đó, anh đang quét dọn là cái việc anh quét dọn, anh đang tu trong việc quét dọn, anh đang rửa là anh đang rửa trong cái việc làm của mình, thì từng cái như là một cái bài tập luyện công vậy đó. Thí dụ khi nào là tấn, khi nào mà quyền, thế quyền là thế quyền, chứ không thể nào mà vừa mà đứng tấn mà vừa múa quyền, không phải vậy được. Mà múa quyền thì không phải đứng tấn, mà khi vẫn tấn rồi thì múa quyền.
Nhưng như thế nào thì phải nói rằng là cái cách đối trị nhiều cái phiền não, nhiều cái tật bệnh, cái chứng bệnh, nó cũng có nhiều cái thứ để mà áp đặt. Thí dụ như chúng ta biết, đây là một điều mà thật sự luôn, đối với các vị trụ trì hay là các vị giảng sư, khi đi đến nói chuyện với các Phật tử hay hoặc là các cái người học trò của mình, thì hôm nay nó hiểu như vậy, thì chúng ta biết làm sao để giảng giải tiếp cho nó hiểu với cái khả năng nó như thế, với cái trình độ, với cái thời gian nó như thế. Chứ không thể nào chúng ta nói rằng bây giờ chỉ có 5 phút thôi, chỉ có 10 phút thôi, chỉ có cái này thôi mà không cho cái kia, không phải vậy. Mà nó phải tùy theo cái phương cách thì mà chúng ta cho nó phù hợp. Quý vị biết nhiều chú tiểu rất là dễ dạy, nhiều sư rất là dễ, rất là hiếu tu. Còn nhiều khi cái lúc trước thì nó chuyên tu, bây giờ nó không chuyên tu. Lúc cái chuyện trước kia chịu học, bây giờ không chịu học. Trước kia thấy dễ vui, nhưng hiện nay lại có tinh tấn. Thì đã phải nói rằng là cái điều kiện và cái thời gian như không như chúng ta nói, bởi vì sao? Nó biến chuyển theo cái nghiệp duyên và theo cái hoàn cảnh và cái nghiệp duyên của nó đưa đẩy. Có những người rất là vững chắc và tiến bước một cách căn bản rõ ràng, mà không phải là nhỏ nữa, mà những người lớn cũng vậy đó. Nay coi như là thí dụ như quý vị biết, nói như thế này là dễ rồi. Ông sư đóng học bài kinh học cho thuộc, quý vị học một bài kinh đó đi, học cho thuộc đi. Thì sẽ đọc được. Còn nếu như không học một cách vững chắc đó, thì bài nào cũng đọc hết trơn, mình toàn là đọc nhịn theo người ta gần thì mình ngừng, người ta đọc thì mình đọc. Bá được chữ nào, máng được chữ nào, máng được chữ đó, thì không bao giờ đưa về quy về một cách tốt đẹp bao giờ cả. Ở trong cuộc sống tu tập đó, nó lại càng rõ ràng. Nhiều khi mình biết đọc một cái bài kinh ra, mình biết liền người nào thuộc hay không thuộc. Còn mình nhắc tức là hãy cố gắng học hết bài kinh này. Vì thường thường chúng tôi đọc rất nhiều lần trong bài kinh đó để cho các vị thuộc. Hôm nay đọc, ngày mai đọc, đọc rồi là đọc, ôm lại nhiều rồi các vị thuộc. Nhưng chúng tôi yêu cầu phải thuộc. Thì như thế nào? Một phương cách đối trị là trực tiếp, chứ còn bài nào cũng biết hết mà không có bài nào thuộc hết thì chẳng có được bài nào hết. Cũng như vậy đó. Bệnh, uống một cái viên thuốc này, uống một cái thứ này, tu tập một cái pháp môn này, thì cứ tu tập pháp môn này để chúng ta mới có một cái sự tiến triển tốt đẹp. Chứ còn bây giờ mà chính chúng tôi cũng vậy, kính thưa quý vị, không bao giờ mà tâm của mình mà nó bắt được hai cảnh, bắt được một cảnh thôi. Việc làm cái gì cũng vậy, là mình phải có một cái rõ ràng, nó phải có một cái chuẩn xác. Đó là giá trị sự thật ấy. Tức là người ta nói rằng năm tiếng năm thối là thất bại hết trơn. Một là quyết đi thành hay bại, mà cứ 1, 2, 3 coi như là vừa bước mà vừa lùi, hồi là té, vừa bước mà vừa lùi, coi như là nhào cái ào xuống thì nó thất bại. Thì ở đây trong cái việc tu cũng vậy, nếu như không có một phương hướng định, không có một sự rõ ràng, không có một sự chuẩn xác, thì thời người đó sẽ không có vững tâm. Mà cái tâm mà nó không có vững, mà cái tâm nó yếu đuối, tâm nó bụi lượt như vậy, thì phiền não nó xâm nhập và nó sổ mũi, nó dẫn dắt đi ngang. Cũng như bây giờ đó, người nào tu á, đừng dính mắc cái chuyện phiền não, đừng có dính mắc cái chuyện gia đình nhiều. Dính mắc cái chuyện gia đình nhiều rồi thì không về tu được. Thí dụ bây giờ con xấu mà vị sư lớn tuổi đi vào chùa thôi, chúng tôi thường khuyên thôi, đã vào đây rồi thì không dám nói là bỏ vợ bỏ con gì hết, không dám nói gì hết, nhưng điều mà cắt bớt cái chuyện nào cắt đi, con nó có tới. Nếu mà sư mà giải quyết được toàn phận thì sư có tu được đâu. Tại sao vậy? Tại vì nay chồng nó buồn chồng, nay nó buồn vợ, mai con nó đau, con nó ốm, rồi nó đến rồi nó thăm sư, nó hỏi, nó không biết ai, thôi tới ba nói cái điều này cho ba nghe, nói cái điều kia cho ba nghe là chết bò. Mà chuyện coi như là sư cứ mất bịt tai bịt mắt đi, coi như không thấy nó, thì còn có thời gian ngắn ngủi tu đi. Thì chúng tôi khuyên các vị đó bởi chi vậy? Bởi vì
Một chuyện đơn giản thôi là tâm bị phân tâm. Mà nếu bị phân tâm rồi thì vị ấy không thể tiến hóa được. Tức là bị dính mắc trong cái chuyện vợ chồng con cái vân vân, là không thể tiến. Mà phải cho nó vượt qua. Đó rồi cũng vậy nữa. Đối với các vị, mình đâu cần bất kỳ việc phải học nhiều. Mà mình yêu cầu các vị, à bây giờ sư không cần, bây giờ sư lớn tuổi rồi thì sư cứ học câu kinh này. Và sư cứ ngồi thiền, bây giờ sư lên sư đọc kinh. Và sư cứ xem tụi cái bài kinh này, ngày mai tôi kiểm tra lại bài kinh này. Và ngày mai sư nhớ coi cái bài kinh này, coi cái đoạn kinh này rồi. Ngày mai sẽ nói lại cho tôi nghe cái đoạn kinh đó. Chỉ dạy cho các vị một cách rất là truyền trao như vậy. Bao nhiêu đó đủ rồi, không cần sư làm cái chuyện gì đâu. Để còn sư ra ví dụ nghe rồi, à, buổi chiều đó, buổi sáng gì đó ra, à, rồi đọc kinh hay quét dọn, lau chùa chiền gì, đơn giản như vậy thôi. Cứ làm như thế đi, không có gì mà nó lớn lao. Mà cứ như thế hàng ngày, như mỗi ngày. Thì cứ thưa quý vị, nó đi vào một cái ổn định. Chứ còn nay, từ sáng tới chiều vì đó làm, nó cứ mệt quá thôi, không lên đọc kinh mệt quá, không lên học, không lên ngồi thiền. Kết thúc vấn đề, không được cái gì cả. Mà đó chính là cái gì? Tức là không có vững vàng. Và kinh này á, có nhiều loại phiền não thì nó cũng từng cách đối trị từng những phương thuốc trị bệnh. Và đúng thưa quý vị, ở trong việc tu cũng vậy đó. Thí dụ như ở những người con bên ngoài cũng vậy, nó cũng biết mình không có quơ đổ cả nắm được. La con la cái hay là từng chư tăng cũng vậy đó, là nhiều khi á, như hồi nãy chúng tôi nói, cái người thì ta đang thích học, ta đang thích tu, thì cái nào cho nó muốn ăn theo cái đó thì nó sẽ được tốt. Chứ còn bây giờ thí dụ như tự nhiên bây giờ quý vị con cái thí dụ như kêu vô la cả đám hết, khiển trách nó điều này khiển trách nó điều nọ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị tẩu hỏa. Còn ở đây khuyên nhủ cái điều này, khuyên nhủ cái điều kia, không nên như vậy. Và từng người, từng cá thể của con người mà chúng ta biết đặt một cái cách xử lý. Cái vị này nè ngã mạn nhiều, cái vị này hiền nè, cái đức tính hiền nè, vị này chấp ngã nè, vị này hơi tự cao nè, vị này hơi chậm chạp nè, rồi người này hơi cái sân nó nặng nhiều nè, cái ái nó nặng nhiều nè, mà chúng ta biết thích nghi, biết chuyển hóa nó một cách phù hợp. Đối với cái vị mà sân thì chúng ta phải biết nói chuyện sao như thế nào cho nó xuống. Cái vị đó coi như là hấp tấp, cái vị đó coi như là tự cao quá đó, thì mình cũng xuống bớt đi, mình đừng có lên quá. Làm cái gì cái cũng cuối cùng thì cũng ở chùa. Thí dụ như tất cả những tình huống, tức là mình phải khéo chuyển, khéo xoay. Đó là do nếu như là ở trong chùa là cái vị trụ trì, nếu như ở cái nhà là do cha do mẹ mới cách sắp xếp. Và nếu như ở cái phương ở ở trong cái cuộc sống tu tập của mỗi cá thể con người, thì chúng ta biết khi nào tâm của chúng ta xong, chúng ta phải niệm cái từ tâm. Khi nào mà chúng ta tham ái khởi lên thì chúng ta phải biết niệm niệm cái uế trược, hay là cái tham dục, để hay là cái niệm về quán tưởng về vô thường, hay là niệm về cái thể trược, để chúng ta loại trừ cái tham dục. Hay là chúng ta dừng lại, chúng ta xả, chúng ta buông bỏ. Hay tâm khi chúng ta nó hoang vu quá thì chúng ta biết ngồi lại tỉnh tỉnh thức lại, để đừng có chạy một cách quá đáng. Thì từng lúc như vậy thì chúng ta sẽ đạt được. Kính thưa quý vị, khẳng định rằng trong cuộc đời này chúng ta phải tu tập từng có từng cái pháp đối trị. Mà nếu như chúng ta có sự học hiểu thì chúng ta sẽ đối trị, chúng ta sẽ học hiểu được tốt đẹp. Bằng ngược lại thì chúng ta sẽ công phu uống lỗ một đời hai. Dạ, kính mạch thượng tọa có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính mạch thượng tọa. Nam mô Phật Thầy nhé. Kính chừng thưa tọa thưa quyền, bạch chi tôn đức và thưa quý vị Ajahn Thanissaro, khi mà dịch và chú thích về bài kinh này, thì Ajahn có viết một điều rằng, ngay khi Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì ngài đã cho chúng ta thấy rằng, phiền não hay là đời sống nội tâm của con người nói chung là một cái nguồn máy rất là phức tạp.
Chúng ta cần có một cái sự hiểu biết rộng rãi và tương đối là được trang bị đầy đủ để thì đối phó với phiền não, chứ không có đơn thuần. Và trên Sanisaro cũng nói rằng điều đó vẫn có một cái ứng dụng một cách rất là chính xác, rất là cần thiết, rất là hoàn toàn tương thích với con người ở trong mọi thời đại xưa cũng vậy và hôm nay cũng vậy. Và Ajahn Thanissaro nói rằng một người sống trong cuộc sống ngày hôm nay, và nếu đọc lại những dòng chữ này, những lời Phật dạy ở trong bài kinh này, thì người đó nếu có đủ trí tuệ sẽ cảm kích rằng Đức Thế Tôn đã cho chúng ta rất nhiều những hướng dẫn, không phải chỉ cụ thể mà còn mang tính cách toàn diện. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ Nam mô Bụt Thầy Gia. Sa thú lành thay, con từ mẫn xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát vô cùng. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các thành rất mỹ mãn. Chúng con kính chúc quý chư tôn đức thân tâm thường lạc. Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu độ an lạc khác thường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các Phật hữu ân đồng thừa ư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Gia. Yang kinci kusala kamang kapa pangiri yang memangkaye nawaja manasa didase suka pangkatang kita pasangino arti ye nyasata sangino katang bunya palang mayang sapi paki pawantute ye tang katang suwiri tang gendang bunya palang mayang ye jata con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban còn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm hậu tồn mang cánh, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân thờ.
Pāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākhāṁ tu sāpā divatā sāpā bhūtā lūpā vēna sōti hōntu nirontarāṁ hōtu sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākhāṁ tu sāpā divatā sāpā dhammā lūpā vēna sōti hōntu nirontarāṁ hōtu sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākhāṁ tu sāpā chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bú Thá Thâm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bú Thá Giá. Dạ, kính cảm ơn. Xích Như Quỳnh. Dạ.